Tôi xin kể cho anh em nghe về sự tích hình xăm của Huấn Hoa Hồng nhá. Ngày xưa thì anh Huấn ấy có yêu một cô bé tên Hồng mà thích hoa hồng nữa nhá. Nhưng mà hồi đấy thì anh Huấn anh lại ôi dồi ôi, hồi ấy chơi bời cô bé ấy chê không yêu bỏ chia tay đã bắt đầu là ông Huấn ông mới cay cày cày bắt đầu mới đi xăm cái hoa hồng lên. Rồi về sau thì ông Huấn ông ấy có điều kiện rồi thì cô ấy bắt đầu mới bảo là quay lại quay lại với Huấn, thì Huấn bắt đầu là không đồng ý, bắt đầu về sau mới thêm cái bông mẫu đơn ấy, xăm mẫu đơn lên ngực ấy. Ý nghĩa của cái hình xăm mẫu đơn ấy là thôi cô cứ cô đơn đi nhá, đấy là ý nghĩa về hình xăm của Huấn nhá. Còn cái tay của ông Huấn là bị cụt ấy, không không phải là ngày xưa ông ấy chơi bời mà ông tự xử đâu, mà lý do là ngày xưa tôi với ông ấy nghịch cái cửa ra cái cửa ngày xưa ở quê ấy, cái cửa tự kéo mà cửa đẩy mình đang đẩy thì tự nhiên bố ấy đâu bố ấy đút tay vào cái khe cửa ấy thì nó kẹp đi luôn ngón tay chạy.